Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mến chào các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục với nội dung của tập 28 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư, được dịch và phát duy nhất ở trên kênh Thiện Góc Nhỏ Radio. Các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nữa nha. Rồi, trước khi bắt đầu nội dung của tập 28, chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha. Ở tập trước thì đám người hư ứng trong lúc đang đi lạc ở bên dưới âm phủ thì bị các tiểu quỷ đua theo hút duyên khí. Nhưng mà sau khi thấy hư ứng xuất hồn ra thì mấy cái tiểu quỷ này nhìn thấy hư ứng, cái hồn của hư ứng quá là cường đại đi. Nó cường đại giống như là quỷ vương vậy. Nên cái đám tiểu quỷ này nhau nó sợ hãi, nó biến mất. Thì còn bên phía Chu Tề Vân và Thiên Tử Âm Đình, sau khi giao đón và ba chiêu thì hai bên đã ngồi lại nói chuyện. Sau khi nói chuyện một hồi thì qua lời nói của Thiên Tử Âm Đình thì cái ý là cũng không có muốn gây gắt gối cho Chu Tề Vân lúc hắn độ kiếp. Thì Chu Tề Vân nghe vậy nên đã bỏ đi tìm cái đám người hư ứng. Nhưng mà hắn cũng không có tin lắm cái lời nói của Thiên Tử Âm Đình này. Rồi quay trở lại bên phía hư ứng thì cái đám tiểu quỷ sau khi hút no dương khí rồi á, thì cả đám treo cái chân lên trên cái cành liễu đi ngủ. Thì trong lúc này có quỷ vô thường xuất hiện. Quỷ vô thường này xuất hiện để hút dương khí của cái đám tiểu quỷ này. Nhưng mà trong cái đám quỷ vô thường này á, lại xuất hiện Na Sư đeo cái mặt nạ vô thường lên, cũng đi hút dương khí của cái đám tiểu quỷ này, không biết là để làm cái gì. Thì khi mà bị cái đám người hư ứng phát hiện thì có ý định là giết người diệt khẩu. Nhưng mà chưa kịp giết nữa, đã bị cái đám người hư ứng đánh cho te tua, bỏ chạy. Đám người hư ứng thấy vậy nên đuổi theo, mục đích là muốn theo cái đám người này trở về dương gian lại. Thì cuối cùng có trở về dương gian được không thì xin mời các vị đầu hữu theo dõi diễn biến tiếp theo tại tập 28 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư nhé. Ba tên vô thường cùng với tên vô thường mặt rắn kia, tự nhiên là Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Kiều Bá cùng với Ngoan Thất. Ngoan Thất thể phách quá là lớn, tuy rằng hóa thành vô thường, nhưng hắn là rắn bò dưới đất đã 120 năm, vẫn luôn cảm thấy đứng lên hành động quá là bất tiện, không có thoải mái như là trường trên mặt đất. Nhưng mà những Na Sư này giả trang thành quỷ vô thường, tiến vào trong âm phủ, cướp đoạt dương khí, bọn họ có thể tiến vào, tự nhiên là có biện pháp đi ra bên ngoài. Thân hình của vô thường kia phát rung lên, bị bọn họ uy hiếp dẫn đường ở phía trước, run rẩy nói: Các người cứ như vậy là không thể đi ra ngoài được đâu. Cái chuồng lớn với cái người cao to phía sau quá là dễ thấy. Khi mà ra đến bên ngoài sẽ bị sư môn của ta phát hiện, chúng ta đều sẽ chết đó. Hứa Ứng cũng biết lời hắn nói là thật. Vừa mới có mấy người mặt nạ bị kéo xuống liền bị hy đồng bọn giết chết. Có thể thấy được lẻn vào trong âm phủ cướp đoạt dương khí tuyệt đối là một hành động bí mật không thể cho ai biết. Đoàn người Hứa Ứng muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Như vậy cứ đi ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện. Kiều Bá ngạo nghễ nói: Môn phái trong giang hồ hắn là không đến mức lợi hại. Có thể có mấy đại na là đỉnh thiền chứ. Sau khi đi ra ngoài, chỉ cần báo danh hiệu Nguyên gia ta, trưởng giáo chí tôn bọn họ, chỉ sợ là đều phải quỳ xuống mặt đất mà nghìn đón đó. Hứa Ứng dò hỏi: Các người là người phương nào? Vô thường giả chần chờ một chút, vẫn nói: Chúng ta là Thương Ngô Tông ở Tương Nam, được người ta ủy thác tiến vào âm phủ thu thập dương khí. Kiều Bá đối với cái chuyện giang hồ có một chút tinh thông, nghe vậy hơi nhíu mày nói: Thương Ngô Tông là một môn phái Na Sư. Môn phái này ở trên Cửu Ngải Sơn cũng không có bao nhiêu truyền thừa na pháp tinh diệu, chỉ là một tông phái địa phương nhỏ nhoi. Chúng ta cứ đến đó báo danh hiệu là được. Nguyên Vị Ương lắc đầu nói: Kiều Bá, một tông phái ở địa phương nhỏ nhoi có thể có nhiều mặt nạ quỷ vô thường như vậy sao? Mỗi lần luyện chế một cái mặt nạ quỷ vô thường
liền cần xuống âm phủ săn giết một quỷ thần vô thường. Lần này Thương Ngô Tông xuất thủ ra 200-300 vị na sư, đeo 200-300 cái mặt nạ. Một tông phái địa phương nho nhỏ, căn bản không có khả năng có cái tài lực cùng với vật lực hùng hậu như vậy. Vô thượng giả mang theo nước nở, nói: Những cái mặt nạ vô thường này là từ kinh sư đưa tới, cũng không phải là của Thương Ngô phái chúng ta, là đại nhân vật ở trong kinh sư để cho chúng ta tiến vào trong âm phủ thu thập dương khí. Nếu mà chúng ta không làm theo sẽ bị diệt cả nhà. Hứa Ứng cùng với Nguyên Vị Ương liếc nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Đại nhân vật trong kinh thành đi tới Cửu Ngải Sơn Vĩnh Châu, tìm được tiểu tông phái Thương Ngô Tông này, để cho đối phương xuống âm phủ cướp đoạt dương khí ở trên người của tiểu Oa Nhi. Cái chuyện này khắp nơi đầy vẻ quỷ dị. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau Hứa Ứng truyền đến: Đại nhân vật kinh sư, vì sao tìm các người vừa dắt dương khí hả? Giai độ Hứa Ứng tê dại, Nguyên Vị Ương cũng không khỏi rùng mình, thấp giọng nói: Là Chu gia lão tổ sao? Hứa Ứng quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên lông mày trắng, không biết từ khi nào xuất hiện phía sau bọn họ, chính là lão tổ tông Chu gia, Chu Tề Vân. Nguyên Vị Ương quay đầu lại, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kiều Bá nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm nghĩ: Chu lão quỷ tìm tới đây rồi, cho dù có chết thì cũng phải bảo vệ công tử rồi đi. Nhưng mà hắn cũng biết, cho dù là chết, hắn chỉ sợ cũng không bảo vệ được Nguyên Vị Ương. Ở trước mặt Chu gia lão tổ, mạng của hắn một chút giá trị hy sinh cũng không có. Hứa Ứng mừng rỡ, cảm động không hiểu, nói: Chu lão tổ, rốt cuộc đợi được ngươi rồi. Chúng ta bị dư âm thần thông của ngươi đụng bay tới chỗ này, đợi lâu thiệt là lâu, ngươi còn chưa tới. Còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Nếu mà ngươi không tới, chúng ta sẽ bị lạc trong cõi âm này luôn. Thiếu niên lông mày trắng Chu Tề Vân thản nhiên nói: Ta theo dấu vết của chuồng lớn lưu lại, một đường tìm kiếm, chỉ quán một chút thời gian. Nếu mà các ngươi có thể ở lại tại chỗ, ta tìm các ngươi sẽ đơn giản hơn một chút đó. Hứa Ứng mặt không đỏ, tim không đập, sắc mặt trắng bệch, nói: Ta cũng lo lắng ngươi tìm không thấy chúng ta, để cho chuyện lớn lưu lại một cái dấu vết ở trên mặt đất á. Chu gia lão tổ trầm mặt một lát, hỏi: Đeo mặt nạ na sư, da mặt của ngươi cũng dày lên sao? Hứa Ứng cười ha ha, quay đầu tiếp tục hỏi vô thường giả kia: Kinh sư đại nhân, cái nhân vật này tới đây làm gì hả? Vô thượng giả kia nói: Ta nghe sư huynh trong sư môn nói, đại nhân vật kinh sư tới đây là vì kéo dài mạng sống á. Kéo dài mạng sống? Lần này ngay cả Chu Tề Vân cũng giật mình, bất chấp truy cứu cái chuyện Hứa Ứng bỏ qua cái chuyện chạy trốn của hắn, hỏi: Đại nhân vật kinh sư đến Vĩnh Châu kéo dài mạng sống, làm sao có thể kéo dài mạng sống chứ? Vô thượng giả kia nói: Ta nghe một vị sư tỷ nói, lúc nàng lấy dương khí, nhìn thấy đại nhân vật kia ăn cái dương khí, khí sắc liền tốt hơn rất là nhiều. Đại nhân vật kia còn tu luyện cái công pháp gì đó mà mỗi ngày đều cần rất là nhiều dương khí á. Chu Tề Vân lẩm bẩm nói: Thú vị, thú vị. Đến Thương Ngô, rốt cuộc là lão bằng hữu nào của kinh sư đây? Ta định độ kiếp ở Vĩnh Châu, sao không chào hỏi một câu mà đã vô dạng chạy tới? Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát ý. Vì độ kiếp, hắn không tiếc hết thảy. Lúc này có cao thủ chạy đến Vĩnh Châu đều là địch nhân của hắn, tai họa ngầm của hắn, nhất định với diệt trừ. Hứa Ứng, còn có mặt nạ na sư không? Chu Tề Vân hỏi. Cho ta mượn một cái. Hứa Ứng lấy ra một cái mặt nạ vô thường, Chu Tề Vân đeo lên, lập tức dung mạo biến hóa, hóa thành một pho tượng quỷ vô thường. Hắn bấm ngón tay búng nhẹ một cái, na thuật bay ra, rơi vào trên người Ngoan Thất. Hình thể khổng lồ của Ngoan Thất lập tức biến hóa, rất nhanh đã thu nhỏ lại bằng hình thể của quỷ vô thường bình thường. Chu Tề Vân thấy Ngoan Thất vẫn nằm sấp trên mặt đất,
chường chường về phía trước, không khỏi nhíu mày. Đứng lên, không được bò nữa. Ngoan thật đứng lên, đi hai bước lại ngã xuống rồi lại tiếp tục bò. Chu Tệ Vân hít sâu một hơi, đè nén cơn giận ở trong lòng. Nếu không phải ta và gã tổ phụ của tên này, quả thật từng có một đoạn duyên phận thì ta đã ra tay giết chết hắn rồi. Hắn nằm đó, giá họa cho tổ phụ Ngoan Thất tự biết mình đuối lý, giơ tay tháo mặt nạ của Ngoan Thất xuống để cho Ngoan Thất khôi phục lại hình thể bình thường, nói: Ngươi không thể biến quá hình thể, chỉ là bởi vì pháp lực của ngươi không đủ chống đỡ. Chỉ biến quá hình thể khổng lồ như vậy, ta giúp ngươi một tay, để cho ngươi biến quá hình thể lớn nhỏ hơn một chút. Hắn không đợi Ngoan Thất trả lời, hồn phách liền bay xa, bàn tay phủ trên đỉnh đầu của Ngoan Thất. Ngoan Thất lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, để cho tu vi của hắn liên tục kéo lên, trong khoảnh khắc liền tăng lên gấp 2-3 lần. Chu Tề Vân thu hồi hồn phách, nói: Bây giờ ngươi có thể thử thôi động công pháp. Ngoan Thất thúc giục ba xà chân tu, đột nhiên hình thể bành trướng hóa thành cự xà trăm trượng, nuốt mây phun sương, lại đột nhiên thu nhỏ hình thể, rất nhanh đã thu nhỏ lại đến cái độ dài ngắn chừng một thước, khéo léo lung linh. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, vội vào nói cảm ơn. Chu Tề Vân thản nhiên nói: Tổ tiên của người tích đức, không cần cảm ơn ta. Hứa Ứng vô cùng hâm mộ, đang muốn nói chuyện thì Chu Tề Vân lắc lắc đầu nói: Tổ tiên của ngươi không có tích đức. Hứa Ứng liền không nhắc tới cái chuyện hắn quan đỉnh truyền công nữa. Ngoan Thất tung người nhảy lên đầu vai Hứa Ứng, trốn ở trong cổ áo của hắn. Chu Tề Vân đi tới bên cạnh chiếc chuông lớn, Hứa Ứng một lòng không khỏi nhắc lên, chỉ nghe Chu Tề Vân nói: Cái chuông này bị thương rất là nặng, vậy mà không bị đánh đến chia năm xẻ bảy, thật sự là số mạng kỳ lạ nha. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vỗ lên chuông lớn, chỗ tay hạ xuống chính là chỗ trưởng ấn của thiếu nữ trong quan tài. Bất quá chỗ trưởng ấn kia đã bị cột đồng của Hòe Hoa Cung lấp đầy, mắt thường nhìn không ra. Bàn tay Chu Tề Vân giống như là gặp phải tập kích, đột nhiên bật lên, kinh nghi bất định. Thần thông thật là kỳ lạ. Chuông lớn đột nhiên thu nhỏ lại, nhanh chóng xoay tròn bay vào trong gáy Hứa Ứng, kêu lên: À Ứng, cái con gà chống sắt Chu Tề Vân này lại giúp ta luyện đi một phần vết thương á. Chu Tề Vân nâng bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hoa văn kỳ dị chớp động, rõ ràng là thần thông lưu lại trong trường ấn kia xâm nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. Một luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại trường ấn. Chu Tề Vân trong lòng thầm kinh hãi, liếc mắt nhìn Hứa Ấn một cái. Hứa Ấn giỏi giải mã công pháp luyện khí sĩ, bên cạnh lại có một cái chuông lớn như vậy, trường ấn trên chuông cũng do một luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại, làm cho hắn không khỏi hoài nghi Hứa Ứng có thật sự là người bắt rắn từ Linh Lăng Vĩnh Châu đến hay là không. Hắn dùng sức nắm tay lại, đem thần thông lưu lại trong lòng bàn tay xóa đi, thản nhiên nói: Hiện tại chúng ta đã tiến vào trong Thương Ngô, sẽ không khiến người khác để ý nữa, đi thôi. Vô Thượng Giả kia vội vàng dẫn đường phía trước. Hắn không có đem chuông lớn làm của riêng, ngược lại làm cho Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Dù sao Chu Tề Vân một đường cướp đoạt các loại tài phú, thậm chí ngay cả mặt đất miếu thủy khẩu cùng với Hòe Hoa Cung cũng cạo sạch. Chuông lớn so với hai cái địa phương này giá trị cao hơn nhiều, không nghĩ tới Chu Tề Vân cư nhiên không có động tâm. Hứa Ứng, ta có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi về hai lần chạy trốn. Chu Tề Vân dựng đầu ngón tay lên, thản nhiên nói: Phàm là có lần thứ ba, ta liền giết ngươi đoạt bảo. Ta rất thích cái chuông của ngươi. Hứa Ứng cười nói: Đây không phải là cái chuông của ta, mà đây là bằng hữu của ta. Cùng pháp bảo kết giao bằng hữu sao? Chu Tề Vân kinh ngạc, lắc đầu. Đổi lại là ta, khẳng định sẽ xóa bỏ linh trí của nó. Pháp bảo chính là pháp bảo, công cụ mà thôi, cô linh trí chỉ là vướng bận. Bọn họ trên đường lại đụng phải một số vô thượng giả.
cũng là người của Thương Ngô Tông. Một đám ủ rũ, bọn họ phụng mệnh tiến vào trong âm phủ, cướp đoạt dương khí của tiểu quỷ Oa Nhi, lại bị đám người hưởng ứng quấy nhiễu, không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ sợ trở về sẽ bị trách phạt. Đám người hưởng ứng chạy trộn vào trong đám người, đi theo mọi người đến một hẻm núi, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường chân trời trên đỉnh đầu, không nhìn thấy được hẻm núi này cao bao nhiêu. Lúc hứa ứng nhìn lên thì đột nhiên trong đầu toát ra một câu: Dược sâu Thương Ngô. Nơi này chính là Dược sâu Thương Ngô. Ở phía trước, Na Sư đeo mặt nạ vô thường áp sát vào vách núi, dọc theo một con đường nhỏ quanh co đi về phía trước. Dưới chân của bọn họ chính là vực sâu vạn trượng, sâu không lường được. Mà vách đá trên đỉnh đầu của bọn họ cũng cao không thể với tới. Đám người hứa ứng đi ở chỗ này, cho dù là hứa ứng học được ngự kiếm thuật cũng là hết hồn hết vía. Đột nhiên, cứ tiếng nổ ầm ầm từ phía dưới truyền đến, đinh tai nhức óc. Hứa ứng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hai vách vượt sâu ở phía dưới này nóng đến chói mắt, bị đốt thành màu đỏ kim. Ánh mắt rơi vào trong vượt sâu, đồng tử liền không tự chủ co rút lại. Trên con đường hẹp quanh co, khuôn mặt của mọi người đều bị chiếu đỏ. Mà trong vượt sâu, mà các thế giới giữa âm phủ và dương gian còn đang ầm ầm va chạm, không ngừng có nhiệt khí dâng lên, thành thế dọa người. Trong lòng hứa ứng khẽ động, hắn đã gặp qua một cái màn này. Đó là lúc hắn vừa tu thành thiên nhãn, nhìn thấy hai bên bờ nại hạ có thế giới va chạm hình thành vực sâu. Lúc đó ta còn nhìn thấy bên trong vực sâu có nham thạch, tưởng là thân thể đang bơi lội, chỉ là khoảng cách quá xa nhìn không rõ. Hiện tại ta đang ở vực sâu Thương Ngô, hẳn là thấy rõ ràng hơn. Hứa ứng vừa nghĩ thế đây, mà sư vĩ khiến điều động thiên nhãn nhìn về phía vực sâu. Đột nhiên hắn lại nhìn thấy những thân thể khổng lồ ở chỗ sâu nhất của vực sâu, có tảng đá như là thân thể không ngừng nhúc nhích. Lần này hắn nhìn càng thêm tỉ mỉ, chỉ thấy những tảng đá nhu động kia giống như là nham thạch, lại giống như là cơ bắp hình tảng đá. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên tầng tầng lớp lớp cơ bắp tách ra, lộ ra một cái con mắt thật là lớn. Hứa ứng đầu váng mắt hoa, hai mắt tối sầm lại. Đợi đến khi tỉnh táo lại, đã thấy thân hình của mình đi ra bên ngoài vách núi, suýt chút nữa đã ngã xuống. Lưng của hắn bị Nguyên Vị Ương bắt được, lúc này mới không có ngã xuống vực sâu. Trán của Hứa ứng đã toát đầy mồ hôi lạnh, cảm ơn Nguyên Vị Ương. Hắn lại nhìn xuống vực sâu, nham thạch vẫn là nham thạch, không có ánh mắt nào cả. Nhìn thứ không thể nhìn thấy, nghe được thanh âm không thể nghe thấy, đều sẽ gây nên tai họa. Chu Tề Vân đi ngang qua bên cạnh hắn, thản nhiên nói. Hứa ứng đuổi theo hắn, nói: Chu lão tổ cũng nghe được, cũng nhìn thấy được sao? Chu Tề Vân trầm mặc một lát, nói: Luyện khí cần tìm hiểu hình tượng đại đạo ẩn cảnh, cũng cần tìm hiểu đại đạo. Khi ta cảm ngộ đại đạo tràn ngập trong thiên địa tự nhiên, nhập đạo quá sâu, bên tai liền nghe được rất là nhiều thanh âm cổ quái, như là đang kêu gọi ta. Ta còn cảm nhận được khí tức cường đại khó hiểu. Mỗi khi ta muốn nghe kỹ, cẩn thận cảm xúc sẽ gặp phải đại khủng bố. Trong lòng Hứa ứng nhảy dựng, nói: Đại khủng bố hả? Chu Tề Vân không nói rõ ràng, chỉ nói: Tương lai sau khi ngươi nhập đạo, ngươi sẽ biết. Nguyên Vị Ương đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói: Chư lão tổ nói không sai, lúc nhập đạo sẽ nghe được một ít lời thì thầm cổ quái á. Hứa ứng hỏi: Ngươi đã từng nhập đạo rồi hả? Nguyên Vị Ương nói: Ta ở nhà tu hành nguyên đạo chư thiên cảm ứng, lúc đó nhập đạo qua một lần rồi. Hứa Yêu Dương, ngươi nhập đạo mấy lần rồi? Hứa ứng hậm hực nói: Ta cũng chỉ nhập đạo có một lần. Ta không biết thời tiết bên ngoài ra sao ha. Trong đầu hắn, chuông lớn ngáp một cái, lười biếng nói: Lần trước người đột phá khấu quan kỳ, nếu mà nhưng có thể trầm tĩnh tìm hiểu thì niệm quyền căn, hắn là sẽ nhập đạo một lần. Lúc này phía trên hạp cốc đột nhiên buông xuống từng sợi tơ, những na sư kia từng người bắt được sợi tơ liền bị kéo lên, bay lên không trung rất nhanh biến mất vô tung. Chu Tiểu Vân ngửa đầu, ánh mắt chớp động.
Không nghĩ tới trong Củ Ngãi Sơn lại có một con đường thông thẳng như trong âm phủ như vậy. Đi, chúng ta lên. Hứa Ứng cùng với Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá, mỗi người bắt được một sợi tơ. Đột nhiên có một cổ lực kéo đánh úp lại, nhẹ nhàng rung lên, ném bọn họ lên hẻm núi. Bên tai đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương truyền đến cái tiếng gió gào thét. Phi hành từ trên cao không biết là bao xa, đột nhiên bọn họ giống như là xuyên thấu vách ngăn vô hình nào đó, lập tức ánh sáng đập vào trong mặt. Chỉ nghe thanh âm rắc rắc truyền tới, Hứa Ứng rơi xuống đất, nhưng thấy bốn phía núi non xanh biếc đập vào trong mặt. Chu Tệ Vân cũng tự rơi xuống đất, còn chưa kịp quan sát bốn phía, chỉ nghe một thanh âm tràn ngập uy nghiêm từ trong đại điện xa xa truyền đến. Lần này, vì sao không thu thập được dương khí? Trên dưới Thượng Ngộ Tông các người là muốn bị chém đầu tế thiên hay sao? Chu Tệ Vân nghe được thanh âm này, trong lòng nhảy dựng, lộ ra vẻ khó tin. Quan đế? Quan đế sao? Hắn suýt chút nữa thất thanh kinh hô. Người đi tới Thương Ngô Tông kéo dài sinh mạng là thánh thần Chương Vũ Quan đế bệ hạ. Sắc mặt của Chu Tề Vân âm tình bất định. Bệ hạ vì sao phải đến Vĩnh Châu vào thời điểm này? Vì sao phải mượn quỷ oa để thu thập dương khí? Chẳng lẽ... Sắc mặt của hắn cổ quái. Vết thương nằm đó ta để lại cho hắn, đến nay vẫn chưa khỏi. Hắn thở dài, ngẩng đầu yên lặng nhìn trời, thầm nghĩ. Chi đạo đại thánh hoàng đế có ân với ta, ta cũng không muốn giết cái vua xoán gì. Thánh thần hoàng đế, ngươi lúc này đi tới Vĩnh Châu, làm cho ta rất là khó xử à. Hứa Ứng nhìn chung quanh, chỉ thấy mình giờ phút này đang ở trong một cái tòa núi lớn. Dưới chân là một vách núi, nhìn xuống vách núi, chỉ có thể nhìn thấy một dòng nước xanh biếc. Đó là một cái hồ nước. Vừa rồi bọn họ chính là bị những tướng sĩ kim giáp canh giữ bên cạnh vách núi dùng dây câu cá câu ra khỏi hồ. Cổ quái chính là bọn họ vừa mới rõ ràng là ở trong vực sâu Thương Ngô, cũng không phải là ở trong hồ. Hơn nữa, vực sâu Thương Ngô hẳn là có hai bờ, mà vách núi này chỉ có thể xem được một bờ. Như vậy bờ bên kia vực sâu Thương Ngô nó nằm ở đâu chứ? Hứa Ứng nhìn về phía đối diện, đối diện là một mảnh bầu trời. Xa xa, có non xanh nước biếc, cũng không có vách núi nào có thể đối ứng với vách núi này. Chẳng lẽ một bờ khác của vực sâu Thương Ngô không ở trong Củ Ngãi Sơn sao? Trong lòng hắn nghi hoặc, như vậy bờ bên kia sẽ ở nơi nào? Hứa Yêu Dương, vì đại nhân vật kinh sư này, có gì đó không đúng á. Nguyên Vị Ương đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói. Người xem, người bảo vệ quan ải khắp nơi trong Củ Ngãi Sơn đều không phải người của giang hồ tông phái bình thường. Phục sức của bọn họ là phục sức của Kim Ngô Dễ Kinh Sư á. Hứa Ứng nhìn lại, quả nhiên có một số người mặc giáp trụ đứng ở các chỗ hiểm trở trên đỉnh núi. Hắn đến từ nông thôn, không biết nhìn y phục, nhưng mà có thể nhìn ra được những giáp trụ này chỉ sợ là bảo vật khó có thể có được. Mỗi một mảnh giáp trụ đều hiện ra bảo quang. Những người này trên đỉnh đầu còn có kim quang xoay tròn bay múa quanh bọn họ. Thỉnh thoảng có từng đạo kiếm khí rơi xuống bay vào trên chân của bọn họ trong hộp kiếm liên tục ôn dưỡng. Trong cổ áo của Hứa Ứng, Ngoan Thấn chui ra tựa vào bên tai của Hứa Ứng nói: Đại đường lấy võ đạo lập quốc, năm đó Na Sư được xưng là Vũ Na, thời kỳ thịnh thế, đệ tử kinh sư rất là thích dưỡng kiếm, không dùng bảo kiếm thật sự mà chỉ lấy kiếm khí ôm dưỡng trong hộp kiếm. Anh nuôi dưỡng lâu dài, kiếm khí trong hộp kiếm này liền có thể bay lên giết người vô hình á. Bất quá về sau dưỡng kiếm liền ít đi, chỉ còn có nghi trượng trong cung là có thể dưỡng kiếm thôi á. Cổ quái ha, vì sao còn có hương quả khí chứ? Hứa Ứng nhìn về phía đại điện, kinh nghi bất định. Trong tòa đại điện kia, hương hỏa khí nồng đậm, thậm chí là tràn ngập trong phiêu diêu ở bên ngoài điện, hình thành nên từng cái đám mây xanh. Hứa Ứng chỉ nhìn thấy mùi hương hỏa khí này sánh ngang với những bức tượng thần sừng sững ở thiên đình âm phủ.
Nguyên Vị Ương nhìn về cái phía đó mây xanh kia, nói: Đế quyền là người đứng đầu dân sinh, lê dân ngước nhìn, lòng dân hội tử. Hoàng đế tập hợp tín ngưỡng của thế nhân, bản thân chính là thần linh cường đại nhất của thiên hạ. Trong tòa đại điện này, tất có chí tôn nhân gian. Trong động hứa ứng chấn động. Ý của ngươi là trong đại điện này chính là hoàng đế? Nguyên Vị Ương nói: Theo lý chính là hoàng đế. Lúc này có một nam tử áo tím từ trong đại điện xa xa đi ra, hắn giọng kêu lên: Hôm nay âm phủ sinh loạn, thải khí tạm thời bỏ qua, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, đợi đến ngày mai lại xuống âm phủ thải khí tiếp. Đồng đạo Na Sư của Thương Ngô Tông đều thở phào nhẹ nhõm, xếp hạng đi về phía núi. Có người tháo mặt nạ xuống, vừa nói vừa cười. Nói cách khác, chiếm đóng ở Cửu Ngải Sơn, bức bách Thương Ngô Tông đi âm phủ thải dương khí, kỳ thật là người trong cung. Hứa Ứng không ngừng đánh giá cái người áo tím, nhỏ giọng nói: Mà cái người áo tím kia chẳng lẽ chính là thái giám trong truyền thuyết sao? Hắn chưa từng nhìn qua thái giám, cũng không khỏi tò mò. Người áo tím ở trên cao nhìn về phía mọi người, không khỏi nhíu mày. Đã chết nhiều Na Sư như vậy sao? Ưng Dương tướng quân, ngươi lại đi một phái giang hồ phụ cận bóc một ít Na Sư về đi. Phía sau hắn, một đại hán uy vũ đi ra nói: Những một phái giang hồ này, Na thuật Na pháp mà Na Sư tu luyện không thành hệ thống, chỉ là tán nhân mà thôi. Dù lượng tu vi thực lực hay là kiến thức nhận giới đều không bằng đệ tử thế gia. Sẽ không gọi một ít đệ tử thế gia tới hả? Người áo tím lắc đầu nói: Bị hạ xuất cung đi vào trong giang hồ vốn là chuyện bí ẩn, kinh động thế gia cũng kinh động đến thiên hạ. Chuyện này làm càng bí ẩn càng tốt, môn phái giang hồ nhỏ yếu sau khi dùng xong trực tiếp diệt trừ là được, không có nhiều động tĩnh. Nhưng mà thế gia thì không dễ diệt trừ . Ương Dương tướng quân cho là đúng, nói: Mấy năm nay bệ hạ vẫn luôn cố gắng chấn áp các thế gia, hạ thấp ảnh hưởng của thế lực các thế gia. Chúng ta đến Vĩnh Châu thải khí vì bệ hạ mà kéo dài sinh mạng. Nếu mà những thế gia này biết, không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện đây. Lúc trước thải dương khí của người sống ở Dương Gian đã chết hơn 200 dân chúng, liền khiến cho một mảnh chấn động. Nhưng mà những thế gia khốn kiếp này mỗi ngày giết chết không biết là bao nhiêu dân chúng, bệ hạ vì trường sinh với có mấy người, vậy mà bọn họ liền ồn ào. Người áo tím thở dài nói: Người trong thiên hạ đều nhìn chăm chăm bệ hạ, dù số ánh mắt coi mối sai lầm của bệ hạ, hơn 200 dân chúng kia có thể lấy lý do náo loạn mà đè xuống, bắt lấy môn phái giang hồ chém đầu, nhưng mà ở Dương Gian cũng không làm được nữa rồi. May mắn bên Vĩnh Châu này xảy ra biến cố, âm phủ xâm lấn, thu thập dương khí cũng không cần đi âm phủ nữa. Hắn tươi cười, lại thở dài nói: Chỉ khổ cho dân chúng Vĩnh Châu thôi. Ưng Dương tướng quân cũng thở dài nói: Khổ dân chúng Vĩnh Châu thêm vài năm nữa, bọn họ quen thì sẽ không ồn ào nữa đâu. Trần Công Công, hạ quan cáo lui. Hắn xoay người rời đi. Người áo tím Trần Công Công trở về đại điện, thầm nhủ nói: Bệnh cũ cứ bị hạ tái phát, lại tu luyện tiên pháp, mấy ngày nay càng ngày càng nóng nảy, động một chút là muốn giết người. Tu luyện cái loại tiên pháp này thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Nguyên Vị Ương lặng lẽ chọc chọc bên hông Hứa Ứng, ý bảo hắn nhìn về phía sau. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, đã thấy Chu Tuệ Vân chẳng biết từ khi nào biến mất không thấy. Muốn chạy trốn không? Nguyên Vị Ương nhỏ giọng nói. Hứa Ứng chần chừ một chút, lắc đầu nói: Không có cơ hội chạy đâu. Nguyên Vị Ương suy tư một chút, cũng suy sụp. Chu Tuệ Vân thật sự là quá cường đại, ngay cả âm đình cũng xông vào, lòng tống không bị thương, muốn chạy trốn khỏi tay hắn khó như là lên trời.
Hứa Ứng tháo mặt nạ xuống, nhìn chung quanh, chỉ thấy Cửu Ngải Sơn cũng nổi lên biến hóa. Ngọn núi này vốn không cao lắm, cảnh sắc tú lệ. Tuy rằng hắn đã tới nơi này, nhưng không có nhìn kỹ. Mà hiện tại Cửu Ngải Sơn lại cao ngất hiểm trở, đỉnh núi chọc thẳng mây xanh. Thế núi hay thay đổi, bao la hùng vĩ, cùng với Cửu Ngải Sơn lúc trước khác biệt một trời một vực. Cửu Ngải Sơn lúc này càng giống như Cửu Ngải Sơn trên cái khối ngọc bích trong động Nê Hoàng Cung của Tần Nham Động. Tiêu Tương Chi Nam, Thương Ngô Chi Uyên, dưới Cửu Ngải Sơn, Bất Lão Thần Tiên. Vực sâu Thương Ngô ta đã thấy rồi, Bất Lão Thần Tiên ở nơi nào chứ? Tòa Cửu Ngải Sơn này càng xem càng khí tượng hơn bất phàm. Hướng cùng với Nguyên Vị Ương bất giác đi lại trong núi, thưởng thức cảnh sắc tráng lệ nơi đây. Chợt có người lên tiếng: Thương Ngô Tông, một môn phái giang hồ nhỏ như vậy, cư nhiên chiếm cứ danh sơn như vậy, ta không biết là may mắn hay là bất hạnh đây. Chắc chắn là bất hạnh rồi, sau khi dùng qua môn phái này chỉ sợ là ngay cả cặn bã cũng không còn lưu lại đó. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là hai thiếu nữ dung mạo tú lệ, mặc y phục nữ tử trong cung, y phục màu xanh lá cây, áo lót màu trắng, nâng ngực cao lên, lúc đi đường liền rung lên, dưới ánh mặt trời rất là chói mắt. Có câu phi lễ chớ nhìn, Hứa Yêu Dương, ánh mắt ngươi nhìn đi đâu vậy? Nguyên Vị Ương nhắc nhở hắn. Hứa Ứng nghi hoặc nói: Ngươi cũng không phải cũng đang nhìn sao? Họ có phải là những nữ tử trong cung không vậy? Y phục đẹp quá trời hả? Ngươi đang nhìn y phục sao? Nguyên Vị Ương liếc hắn nhìn một cái, nhỏ giọng chỉ điểm nói: Y phục của các nàng là y phục thiếu nữ, có thể thấy được không phải là cung nữ tú nữ trong cung, mà là có một lai lịch khác. Ta nghe nói hoàng hậu của đương kim hoàng đế họ Quách là đại thế gia, hoàng đế cùng với Quách gia là thông gia, lúc này mới ngồi vững ngôi vị hoàng đế á. Hoàng thân lại nói: Anh nghe nói Chí Đạo Đại Thánh hoàng đế ngu ngốc, thiếu chút nữa đã diệt Quốc, chính là Quách gia đã lật ngược tình thế cứu lấy Quốc gia, bởi vậy Quách gia đã trở thành một đại thế gia được hoàng đế tôn sùng á. Nguyên Vị Ương lại nói: Nếu Quách gia không gật đầu, hoàng đế cũng không thể ngồi vững trên ngai vàng được. Trên đường đi lại gặp phải rất là nhiều nam nữ dung mạo tú lệ, hắn cũng là đệ tử của Quách gia. Cửu Ngải Sơn quá là lớn, Kim Ngô vệ chỉ có thể phong tỏa một số nơi hiểm yếu trên núi. Về phần trên núi, bọn họ không thể phong tỏa, mặc cho người ta du ngoạn thưởng thức. Bất kỳ bất giác, bọn họ đi tới lưng chừng núi, Nguyên Vị Ương đột nhiên kinh hãi nói: Nơi đó sao còn có một tòa Cửu Ngải Sơn nữa? Hứa Ứng đi tới bên cạnh nàng, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một tòa Cửu Ngải Sơn khác sừng sững giữa mây trời. Nhìn sơ qua, cơ hồ giống như là cái tòa Cửu Ngải Sơn dưới chân của bọn họ, nhìn không ra sự khác biệt. Nơi đó còn có một tòa Cửu Ngải Sơn nữa kìa. Nguyên Vị Ương lại phát hiện một tòa Cửu Ngải Sơn thứ ba. Ngọn núi thứ ba cao ngất tú lệ, muôn hình vạn trạng. Có mây treo ở sườn núi, cảnh sắc phi phàm. Nhưng mà cấu tạo ngọn núi kia cũng gần giống hệt như là hai tòa Cửu Ngải Sơn này. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương phóng tầm mắt ra xa hơn, chỉ thấy trong mây mù từng tòa Cửu Ngải Sơn ngạo nghễ đứng thẳng trên mây, gần giống như đúc với nhau. Cái gọi là Cửu Ngải là chín ngọn núi lớn không khác gì nhau. Trong cổ áo, Hứa Ứng ngoan thất thò đầu ra, khinh bỉ nhìn hai người không có kiến thức, nói: Trong sách có viết chín ngọn núi này đều là Cửu Ngải Sơn hết. Tiếng chuông lớn truyền đến, nói: Trong sách có ghi là chín ngọn núi này cao như vậy, lớn như vậy không hả? Hoàng thân không nói nữa, trong sách cũng không có viết những thứ này. Độ cao của chín ngọn núi này cao hơn bất kỳ ngọn núi nào trên thế giới trước đây. Đột nhiên, trong mây mù có tiếng gào thét du dương truyền đến. Hứa Ứng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trong núi có một con chim lớn dị thường hoa mỹ bay qua, kéo theo lông đuôi bảy màu, vỗ cánh từ trong núi bay qua. Bên cạnh con chim lớn kia, các loại dị điểu vỗ cánh, nương theo trái phải, trong đó không thiếu thần điểu khó gặp như là Tắc Phương, Đại Bằng, Khổng Tước.
gần đại điểu nhất là ba con thanh loan. Ba con thanh loan cái đầu thật là lớn, cánh chim mở ra như là mây rủ xuống bầu trời, đỉnh đầu đều đội một cái viên bảo châu, treo trên không trung hào quang vạn đạo. Chúng nó vây quanh cái con chim lớn hoa lệ kia bay về phía đỉnh núi. Phượng Quang, Nguyên Vĩ Ương kinh ngạc nói, Phượng Quang sống trong núi, đi chúng ta đi tìm hiểu đạo tượng Phượng Quang. Trong lòng Hứa Ứng cũng kích động không hiểu, theo nàng chạy như điên lên đỉnh núi. Phượng Hoàng kia có trăm điểu nương theo, vỗ cánh bay lượn, chính là bay về phía ngọn núi của bọn họ đang đứng. Trong núi cũng có không ít người nhìn thấy một màn này, nhao nhao chạy lên đỉnh núi. Vậy tự như vậy ngàn năm có một đó nha, mau mau đi tìm đi, nói không chừng có thể luyện ra được ẩn cảnh phi phạm á. Phượng Hoàng không hạ xuống nơi mà không có bảo vật, nhất định trên núi có dị bảo đó. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng tăng nhanh tốc độ, đi thẳng đến đỉnh núi. Tuy nói thấy núi Cửu Nghệ Sơn cực cao, nhưng mà cũng có một lúc tận cùng. Để cho Hứa Ứng cùng với Nguyên Vị Ương đi đến đỉnh núi Cửu Nghệ Sơn này, chỉ thấy một gốc cây ngô đồng sinh trưởng ở bên vách núi. Các loại thần điểu thần dị kia vây quanh cái gốc cây ngô đồng kia xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng lại có chim hạ xuống đầu cành, nghỉ ngơi một lát rồi lại tự bay lên. Gốc ngô đồng kia thoạt nhìn quả nhiên là nguy nga tráng lệ, giống như là trên núi mọc thêm một ngọn núi nữa. Hứa Ứng vui vẻ thoải mái khen, chỗ này xem đạo tượng thần điểu, nếu có thể tận mắt nhìn ra ảo diệu, chỉ sợ là có thể sáng tạo ra một bộ công pháp không kém gì 32 thiên cương ẩn cảnh công của Chu gia nha. Thiếu niên đứng ở dưới tàn cây ngô đồng nhìn lên đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng mà lại thấy thập vạn đại sơn dưới chân núi như là hắc ngọc, thanh ngọc. Ở trong biển mây mơ hồ hiện ra, núi sông mênh mông, cùng lắm cũng chỉ là như vậy. Đột nhiên, Ứng phát hiện một cái màn cổ quái, nhìn thấy thập vạn đại sơn này cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía chân trời. Đỉnh núi của chúng nó dĩ nhiên là đều nghiêng về phía Cửu Ngải Sơn, không một ngoại lệ. Thập vạn đại sơn phảng phất như là đang tôn kính Cửu Ngải. Một màn này mang đến cho Hứa Ứng rung động, so với Phượng Hoàng hiện thế còn lớn hơn. Phượng Hoàng hiện thế bách điệu hướng phượng, nhưng mà Cửu Ngải hiện thế thập vạn đại sơn đua nhau bái lại tổ tiên vạn sơn, hiển nhiên là không phải cùng một đẳng cấp. Cửu Ngải Sơn rốt cuộc là có bí ẩn gì? Chẳng lẽ nói nơi này thật sự là có bất lão thần tiên? Cửu Ngải Sơn bây giờ mới là Cửu Ngải Sơn chân chính chứ. Vì sao chính ngọn núi này lại bị bụi bặm biến thành chính ngọn núi nhìn như là tầm thường? Hứa Ứng thấp giọng nói, vì sao chúng lại lộ ra chân dung? Là bởi vì âm phủ xâm lấn hay là chuyện gì khác? Hắn vốn tưởng rằng âm phủ xâm lấn chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên đột ngột, là một ít cao thủ bí ẩn triệu hoán ôn thần để cho Nại Hà đổi hướng, nhân cơ hội để cứu thiếu nữ trong quan tài, từ đó dẫn phát cho Nại Hà xâm lấn. Nhưng bây giờ có vẻ như điều này phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Triệu oán hôn thần, Nại Hà đổi hướng, cứu thiếu nữ trong quan tài, âm phủ xâm lấn, đất mới xuất hiện, đại vực thương ngô, phượng bay ở Cửu Ngải Sơn. Những cái sự kiện liên tiếp này đều giống như là có người sau lưng bí mật thúc đẩy. À Ứng, ta đã tới nơi này rồi. Đột nhiên tên năm có chuông lớn truyền đến, chiếc chuông lớn này giống như là đang ở trong mộng thì thầm lẩm bẩm nói, chủ nhân của ta dẫn ta tới ngọn núi này, ta đã nhìn thấy cảnh tượng dạng sơn hành hương này. Trên mặt biển hỗn độn trong đầu Hứa Ứng, chuông lớn dùng sức lắc lư như muốn xua tan cái sương mù bao phủ trên trí nhớ của nó. Khi đó linh trí của ta chưa có mở ra, rất là nhiều chuyện đã trải qua, nhưng mà trí nhớ thì mơ mơ hồ hồ. Nó thì thào nói, 3000 năm trước ta đi theo chủ nhân đi qua rất là nhiều địa phương. Khi đó địa lý núi non cùng với bây giờ có sự khác biệt rất là lớn. Đó là trường hợp của Cửu Ngải Sơn. Ta mơ hồ nhớ được chủ nhân có nói, nơi này từng chôn cất một đại nhân vật. Lúc hắn hạ táng ở Cửu Ngải Sơn, thập vạn đại sơn nhau nhau nghiêng mình về phía Cửu Ngải, giống như là đàn bế
lễ bái hắn. Đó là ký ức thời thơ ấu của nó. Khi nó linh trí chưa lớn chưa mở, rất là nhiều chuyện đều không nhớ rõ. Khoảnh khắc chủ nhân của ta kêu ở lương đình Tiểu Thạch Sơn, ta nhìn như là ở trên Tiểu Thạch Sơn đã nhìn thấy Cửu Ngải Sơn. Chuông lớn vẫn giống như là trong một giấc mộng, Đức Quảng nói. Ta dường như nhớ rõ ngọn núi này hình như là dần dần thu nhỏ lại. Chẳng những ngọn núi này nhỏ lại mà rất là nhiều ngọn núi cao lớn khác cũng dần dần biến mất. Thế giới này có thể dần dần trở lại bộ dáng vốn có của nó rồi. Chuông lớn nói, hướng đứng trên đỉnh núi, nhìn thập vạn đại sơn xa xa, cảm xúc mênh mông phập phồng. Lúc đại nhân vật hạ táng, vạn sơn cúng bái, cùng tôn kính Cửu Hải, đây là hiện tượng đại đạo tráng lệ cỡ nào. Lúc này, trên cây một trận tiếng ồn ào truyền đến. Ngô Đồng trên cây, ở trên cây đó là một con phượng hoàng non, còn chưa có trưởng thành. Có người đã treo lên cây, Ngô Đồng kinh hô. Những cái thằng điếu kia là đang bảo vệ con chim non á. Có người vừa mừng vừa sợ, cười nói. mau lên cây đi, không ngừng, không chừng có thể bắt được phượng hoàng. Bắt được phượng hoàng là chúng ta liền phát tài rồi. Cho dù là không bắt được phượng hoàng, có thể bắt được những thằng điếu khác cũng là phát tài rồi. Ta nghe nói nghe, cái thời kỳ của Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng Đế, trong hoàng cung có một con phượng cốt. Đại Thánh Hoàng Đế chính là tìm hiểu phượng cốt, đoạt được thiên hạ đó. Phượng cốt thì còn như vậy, huống chi là chân phượng chứ. Kiều Bá ngửa đầu nhìn lên cây Ngô Đồng, nói. Vậy Ương công tử, rất là nhiều người đều leo trên cây Ngô Đồng rồi. Chúng ta cũng muốn lên cây nhìn xem một chút không hả? Nguyên Vị Ương ngẩng đầu, chỉ thấy gốc Ngô Đồng kia không biết cao bao nhiêu. Tán cây bao phủ toàn bộ Cửu Ngải Sơn. Lá cây đón ánh mặt trời từ trên cao, khúc xạ ra màu sắc sặc sỡ. Tắc Phương, Đại Bằng, Thanh Điểu, các loại thần điểu dị điểu vây quanh cái cây Ngô Đồng bay lượn. Thường thường có bóng đen thật lớn nhanh chóng xẹt qua dãy núi, một màn này đồ sổ phi phàm. Đứng trên đỉnh núi Cửu Ngải, nhìn không rõ các loại thần điểu, không cách nào cảm ngộ được đạo tượng, chỉ có quan sát gần mới có thể lĩnh ngộ được mà thôi. Bởi vậy, người đi tới nơi này bất luận là người trong hoàng cung hay là đệ tử Thương Ngô Tông đều leo lên cây Ngô Đồng, ý đồ đi tới gần những thần điểu dị điểu này chặt chẽ hơn một chút. Nguyên Vĩ Ương nhìn về phía Hứa Ứng, đã thấy Hứa Ứng đứng trên đỉnh núi, cũng không đi tìm hiểu phượng hoàng hoặc là thần điểu khác, ngược lại nhìn chăm chăm núi non Vân Hải, thật lâu không nhúc nhích. Công tử, Kiều Bá nói. Nguyên Vĩ Ương nói. Chúng ta lên cây trước. Kiều Bá, cẩn thận một chút. Tình huống có một chút không đúng. Có vài người cũng không có ý định tìm hiểu đạo tượng, mà là muốn bắt được phượng hoàng á. Kiều Bá nói đúng, nhìn về phía Hứa Ứng, lộ ra cái vẻ nghi hoặc. Nguyên Vị Ương trước tiên một bước hướng trên cây Ngô Đồng nhảy tới, nói. Không cần quản hắn, hắn có tìm hiểu khác rồi. Kiều Bá vội vàng đuổi theo nàng. Hứa Ứng đứng trên đỉnh núi, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích, dường như là cùng với Cửu Ngải Sơn dưới chân này dung hợp thành một thể. Ngoan thân cũng định leo lên cây Ngô Đồng, đã thấy Hứa Ứng vẫn không có động tác gì. Trong lòng lo lắng, đang muốn mở miệng thúc giục, thì đột nhiên thanh âm chuông lớn truyền đến. Đừng kinh động hắn. Hiện tại hắn sắp tiến vào trong một loại trạng thái quyền diệu, có thể là quan sát thập vạn đại sơn, có dấu hiệu nhập đạo đó. Nhập đạo hả? Quan thân kinh ngạc nói. Chuồng già, nhìn núi cũng có thể nhập đạo sao? Nhập đạo không phải lúc đột phá tu vi cảnh giới mới có thể làm được sao hả? Chuồng lớn không nhanh không chậm nói. Phàm là sự vật của hình tượng đại đạo, quan sát nó đều có thể nhập đạo hết. Luyện khí sĩ bình thường khi quan sát hình tượng đại đạo của lĩnh ngộ đều đem hình tượng đại đạo khắc sâu ở trong khu vực hy di. Cái đó cũng không thể xứng là nhập đạo. Nhập đạo là phải tiến vào trong đạo, cảm ngộ đạo lý. Quan sát hình tượng đại đạo chỉ là được gia long, nhập đạo mới là được đại đạo trì lý. Hoàng thân nói. Khi ta đột phá khấu quan kỵ, cảm ngộ càn khôn điên đảo, ly khảm lui tới, cổ
cũng là nhập đạo sao? Không phải vậy, chỉ là gia tăng một ít cảm ngộ thôi, cũng không có tác dụng. Nhập đạo là phải cảm ngộ ra thần thông. Chuông lớn nói, trong lúc người khấu quan mà ngộ ra thần thông thì mới có thể được xem như là nhập đạo. Lần này A Ứng nhập đạo, người phải nắm lấy cơ hội, thần thức của hắn sẽ phát ra đạo vận. Hắn cảm ngộ được đạo lý sẽ tràn ngập trong thức hải. Nếu người ở gần thủy lâu sẽ nắm lấy được đạo lý ẩn chứa ở trong đạo vận của hắn. Nói không chừng người cũng có thể nhân cơ hội này nhập đạo, cô lĩnh ngộ. Ngoan thất nhất thời tinh thần tăng lên, lập tức tập trung tinh thần, thử bắt lấy vận đạo mà hứa ứng tán phát ra. Cái con cắn ngu ngốc này chuyên năng thiệt. Chuông lớn quan sát một lát, thầm nghĩ. Nếu mà đầu óc của hắn thông minh hơn một chút thì tốt rồi, nhưng mà nó lại không có. Dần dần, quanh thân hứa ứng tạo mất ra một loại thần thức kỳ diệu, giống như là xúc giác tư duy của hắn, từ trong đại não kéo dài ra, cùng thiên địa tương liên, cùng cái tòa cửu ngải sơn này tương liên, cảm ứng gió núi lưu động, chạm đến da thịt núi lớn. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được gió thổi qua núi rừng, cảm ứng được nước chảy róc rách. Thần thức của hắn như là biến thành xúc giác của cửu ngải sơn, trở thành mạng lưới thần kinh trải rộng khắp cả ngọn núi lớn này. Hắn giống như là trở thành một cái tòa núi. Hắn nhìn thấy chân núi của mình nối liền với mặt đất. Từ dưới lòng đất không thể đạt tới sinh trưởng, ở dưới lòng đất kéo dài bốn phương tám hướng. Hắn lại cảm nhận được tư duy của ngọn núi vô cùng năm tháng xâm nhập vào cùng với biến đổi. Hắn lại một lần nữa có thể cảm thông thông qua cái tầm nhìn của ngọn núi và quan sát mọi thứ trong núi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từng cọng cây ngọn cỏ trên cửu ngải sơn, nghe được từng tiếng cỏ cây, cảm thụ hỉ nộ ái ố của chúng nó. Cũng có thể nhìn thấy rõ cái con thỏ đang nhảy nhót trong rừng, hồ ly ẩn nấp, còn có thể chạm vào con cá trường trong đầm nước. Hắn thậm chí đi tới trong đại điện Thương Ngô Tông, thấy được muôn hình muôn vẻ. Trong đại điện có một nam tử nóng nảy, y quan công chính tề, từng ngụm ăn linh đan. Đột nhiên, trung niên nam tử hung tợn trừng mắt hắn nhìn một cái, ông tay áo vùng lên, cái lọ luyện đan hướng hắn đập tới. Suy nghĩ của hắn lướt qua nhanh như là gió nhẹ, đi tới một hồ nước nhỏ trong núi, nhìn thấy một thiếu nữ đang tắm rửa trong hồ. Thiếu nữ vén bọt nước lên, múa nhẹ nhàng trong hồ. Hứa ứng xuyên qua cánh tay của nàng đang múa, mang đến một loại cảm giác mát mẻ. Hắn đi tới cái cây ngô đồng, cảm ứng được gốc cây thần thụ này có chút tư duy to lớn, cùng hắn trao đổi cộng minh. Tất cả những thứ này quá là kỳ diệu. Hắn theo cây ngô đồng một đường hướng lên trên, nhìn thấy phượng hoàng xây tổ trên cây. Con phượng hoàng kia giống như là cũng cảm ứng được hắn, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn vào trong không khí trống rỗng. Ý thức của hứa ứng giống như là gió thổi qua, nhiễu loạn mấy sợi lông phượng. Con phượng hoàng kia dường như là rất tức giận, ở phía sau hắn phun ra một ngọn lửa. Hắn nhập đạo càng ngày càng sâu, còn đi qua bên cạnh mình, nhìn thấy con rắn nhỏ giấu trong cổ áo của mình, giờ phút này đang trừng mắt, khóe miệng lại nhích lên, kho khe. Ngoan thất, nghiêm nhiên là đang ngủ say. Ý thức của hứa ứng trở lại đại sơn, núi lớn dày nặng trầm ổn, bất động không lay động. Hắn lẳng lặng cảm ngộ đạo, đại đạo kỳ diệu, thân hình như là núi bất động không lay động. Hắn đồng hóa với núi. Đúng lúc này, bên tai hắn đột nhiên truyền đến một loạt thanh âm cổ quái như là tiếng kêu gọi, lại giống như là tạp âm không rõ ý nghĩa trong thiên địa. Thanh âm này dần dần tăng lên nhiều, nhiễu loạn nhập đạo của hắn. Dần dần, hứa ứng cảm giác được bản thân càng ngày càng nặng, thân thể giống như là dần dần hóa thành tảng đá, khó có thể giãy giụa, không cách nào tỉnh lại. Bên tai của hắn, thanh âm cổ quái kia càng ngày càng vang lên, giống như là có người đang nói chuyện, đang nguyền rủa. Nương theo cái loại thanh âm này, phảng phất có một cái xúc tu bắt lấy hắn, quấn quanh cái đùi hắn, trên người hút lấy máu thịt của hắn, kéo hắn xuống. Hắn phảng phất trở lại vực sâu Thương Ngô, đang bị vô số xúc tu kéo, rơi vào trong vực sâu kia. Hắn nhìn thấy vực sâu đang nứt ra cái miệng thật là lớn, hắn nhỏ bé như là côn trùng đang bay, đang từng chút một rơi xuống. Nhưng mà vào lúc này, hắn nhìn thấy trên bầu trời có một con đại xà. Con đại xà kia có hai cái cây sừng đen trắng,
vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. À ứng, nắm lấy cái đuôi ta đại à. Đã kết thúc tập 28 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến quá thứ hai. Cho góp nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 29 của bộ truyện Trạch Ngược Phi Thăng của tác giả Trạch Chương nhé.